Bắt hết cho ta. Ba người băng mặt dám cướp xe tù cũng to gan thật đó. Các người xem thường mạng người, còn mong bọn ta quỳ xuống chờ chết sao? Dẫn tất cả tới hiện trường sau khi bẩm báo phụ thân mới xử lý sao? Tham kiến tuân lệnh quân, đã xác minh thân phận phạm nhân. Làm phiền công tử, làm phiền mãn phủ quân. Công lao của vụ này thuộc về Dương chủ bộ, cho nên thừa tướng mới lệnh Dương chủ bộ tới đây xem hành hình chung. Không dám, là mãn phủ quân phá án giỏi thôi mà. Ba vị, mời thượng tọa. Phạm nhân Tư Mã Phòng cấu kết Viên Thiệu, mưu hại thiên tử, tội lớn đầy trời, không thể dung tha. Hôm nay chém. Khởi bẩm Tư Không, khởi bẩm lệnh quân, cha tôi bị oan mà, oan ức mà. Ai dám đảo loạn hiện trường, bắt hắn. Thảo Dân đồng ý chịu chết tha cho cha. Cha bị oan mà, cầu xin Tư Không trả lại sự trong sạch cho cha. Là Dương Tu, là Dương Tu hãm hại. Hứa đô lệnh, ông tin lời gian thần, đổ oan người tốt, không sợ Tư Không gian tội hay sao vậy? Xanh xanh ao ai, lòng ta bồi hồi, chỉ vì ai đó trầm ngâm đến nay. Đầu người của Tư Mã Phòng rơi xuống đất chưa? Rơi xuống đất thì không còn gì vui nữa. Hú kêu đồng vắng, cỏ mềm ngẩn ngơ. Tuân lệnh quân, đã tới giờ rồi. Tuân lệnh quân, đã tới giờ rồi. Chém. Cha, tại gì mất kêu? Cha, ra tay niệm tin.
Đâu hả Lưu Dư? Cản hắn lại. Đâu hả Lưu Dư? Chị cơ. Đâu hả Lưu Dư? An nghỉ của quan tình. Khoan đã, dẫn hắn lên đây. Thảo dân của chứng cứ, thảo dân của chứng cứ, vụ án này có quan tình. Ai ở dưới đó? Thảo dân là Tư Mã Ý, con của Tư Mã Phong. Các gì? Tư Mã Phong có 8 người con trai. Nếu mỗi người con đều tới đây làm náo loạn như vậy, vậy tới tối vẫn chưa xong. Cho dù ta là Châu Dân Dương, có 100 người con cũng chỉ cần chứng cứ đầy đủ cũng khó tránh kiếp này. Nhưng chủ bộ, cứ nghe thử đi. Thảo dân của chứng cứ, cha của tôi bị quan, xin lệnh quan tra rõ. Có chứng cứ gì? Chữ ký trên lời khai của cha tôi chính là chứng cứ. Chữ ký trên lời khai của cha tôi là Dương Tu, mô phỏng nét chữ của cha tôi, ký tên lên đó. Tuân lệnh quân, có chuyện này không? Đúng vậy. Tư Mã Phong hai tay bị thương không thể viết chữ. Viên chủ bộ tinh thông thư pháp, có sở trường mô phỏng nét chữ của người khác. Chữ ký ở trên lời khai là Dương chủ bộ ký giùm ông ta. À, thì ra chính là Tuân Định Quân hãm hại tôi. Tuấn Út, tôi luôn đứng về phía ông. Ông hãm hại tôi là có ý gì đây hả? Nếu như cậu cũng đã biết được thủ đoạn của Dương Tu, chắc cũng đã nghĩ ra được kế sách để đối phó, phải không? Học trò cho rằng bây giờ Lệnh Quân giúp Dương Tu giết chết học trò là cách hay nhất. Giết cậu là ý gì hả? Hồi nãy học trò có tới Dương phủ điều tra chuyện của Minh Thư. Dương Tu cứ tưởng là Lệnh Quân nói cho học trò lai lịch của Minh Thư. Chắc chắn Dương Tu sẽ giết học trò diệt khẩu. Chắc là hắn đang trên đường tới tìm Lệnh Quân. Con người Dương Tu trước giờ đa nghi, chỉ khi học trò chết hắn mới lơ là không đề phòng. Tới lúc đó chắc chắn Lệnh Quân sẽ tìm được chứng cứ mà hắn mô phỏng nét chữ của cha tôi. Đúng là hiền điệt tới đây để xin chết. Chết thật hay giả còn phải xem ý của Lệnh Quân. Sao lại phó thác sự sống chết của mình ở trong tay ta? Lỡ như ta có lòng riêng tư gì, ra tay giết chết cậu, không phải ta sẽ an toàn hơn sao? Mạng của cả nhà học trò và an nguy của thần dân cả triều đều đang nằm trong suy nghĩ của Lệnh Quân. Sống chết của một mình học trò không đáng để bàn tới. Giữ lại mạng sống. Trước khi tại hạ chưa làm xong chuyện này, đừng bao giờ để cho phu nhân của ta biết. Rốt cuộc huynh muốn làm gì? Ta muốn tới pháp trường. Ông phải biết bây giờ ông đang thông đồng nghịch tặc, lừa dối Tư Không. Ta chỉ muốn mọi người hiểu cho rõ, Dương chủ bộ có dở thủ đoạn này thật không? Chuyện này là đủ để chứng minh lá thư mà cha tôi thông đồng Viên Thiệu là do Dương Tu mô phỏng nét chữ. Tuy là ta có thể mô phỏng nét chữ của cha ngươi, nhưng không có nghĩa lá thư đó là do ta viết. Tại sao ta phải hãm hại cha ngươi? Ngươi mâu thuẫn với Tam Đệ, ngươi còn viện cớ từ hôn, ngươi là tiểu dân bỉ ổi. Ta kinh, Tam Đệ ngươi là cái thá gì mà ta phải mâu thuẫn với hắn hả? Ta cho ngươi biết, đừng nói bây giờ cha ngươi có ý đồ tạo phản. Cho dù ông ta bình an quan cao chức trọng, ta cũng vẫn xem thường nhà các ngươi. Dương Tu, ngươi vì cứu mạng của cha ngươi mà hãm hại cha ta. Dương Tu, trong lòng ngươi có oán hận gì? Trong lòng ngươi và ta đều hiểu rõ. Nếu không thì sao ngươi lại dồn ta vào con đường chết như vậy? Ngươi nói lâu, sao ngươi không nói các ngươi hợp mưu với nhau để hãm hại ta chứ? Cái chén vàng đó là của nhà các ngươi. Dương chủ bộ, làm sao cậu biết lá thư đó được tìm thấy ở trong chén vàng hả? Tôi nghe lén được từ phủ Tư Không. Dương công tử, cái chi tiết này ngay cả Tư Không cũng không biết. Ta chỉ nói là tìm được lá thư này ở trong một vật dụng trong nhà của Tư Mã, vừa không giết trong vụ án, vừa không nói cho triều thần biết. Trung lương tướng, Tuân Lệnh Quân, hai người có biết không? Không biết.
Vậy là tôi đã nhớ lộn rồi. Tôi nghe nha dịch nói lúc thẩm án đó. Thật không trùng hợp, Hạ Quan có một thói quen xấu, trước giờ nhát gan đa nghi. Đối với những vật chứng quan trọng đều cho hạ nhân lui xuống đích thân để kiểm tra. Lúc nào ta tìm được chén vàng đó, trùng hợp bên cạnh không có ai khác. Chuyện này quá đủ để chứng minh ngoài một mình Mã Phủ Quân ra, trên đời không ai biết lá thư được tìm ở đâu. Chỉ có người giết cha mới biết. Dương Tu, ngươi, 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 các ngươi thông đồng lẫn nhau, hợp sức với hắn để hãm hại ta, hả? Viên chủ bộ, ngươi nói ngược rồi. Mọi người đều nhìn ra được, có rất nhiều điểm khả nghi. Nếu ta đã đến giám sát hiện trường, thì có trách nhiệm cho dừng hành hình, đợi ta bẩm rõ với phụ thân, rồi mới định đoạt sau. Được, xin nghe sự sắp xếp của công tử. Người đâu? Dạ. Bắt Dương Tu, Tư Mã Ý, mau lên. Dạ. Áp giải họ với Tư Mã Phòng dây đại lao chờ thẩm. Đa tạ lệnh quân. Trọng Đa, Trọng Đa, thầy cô. Đây. Trọng Đa, thầy cô. Trọng Đa, Trọng Đa, Trọng Đa, thầy cô. Trọng Đa, tìm người chữa trị cho hắn, thiên đại Tư Mã Ý. Dạ. Hai lão phế vật này, con mà họ sinh ra cũng tài giỏi thật chứ. Dương Tu che giấu phụ thân, hãm hại đại thần, rất đáng hỏi tội. Con lùi xuống trước đi. Phụ thân. Lùi xuống. Dạ. Tư Không bớt giận. Có lẽ lệnh quân chỉ thương hại Tư Mã Ý. Dương Tu làm chuyện sằng bậy, lệnh quân lại là quân tử, không thể nào ngồi nhìn Dương Tu giở quỷ kế. Chuyện này cũng rất hợp tình hợp lý. Ông cũng có lúc gạt mình gạt người sao? Quách quân sư, ông, ta, tuân lệnh quân đều không phải người tầm thường, đâu thể nào làm theo lẽ thường. Thật ra ta hiểu rất rõ con người của tuân lệnh quân. Người đầu tiên kêu ta hầu thiên tử để lệnh chư hầu chính là hắn. Ở trong lòng hắn mãi mãi chỉ có thiên tử thôi. Vậy Tư Không định xử lý chuyện này ra sao? Còn Tư Mã Phòng nữa, không lẽ... Sao hả? Ông sợ ta nhất thời nóng giận sẽ làm thiên hạ đại loạn sao? Lệnh quân tới rồi sao? Phải, ta nghĩ lúc ở pháp trường công tử còn chưa nói hết những lời muốn nói nên tới xem thử. Mở cửa. Dạ. Tôi thật không hiểu tại sao lệnh quân đã đưa ra quyết sách này. Đúng vậy, hôm nay lệnh quân thật sự đã cứu được cả nhà của Tư Mã gia, nhưng sao ngài không nghĩ tới Dương gia tôi? Sẽ chấm hết từ đây chứ. Cứu người dưới giếng có lẽ không phải việc làm sáng suốt, nhưng ta không thể chấp nhận hành vi này của công tử. Công tử muốn cứu cha cậu, ta có thể hiểu. Không lẽ Tư Mã gia đáng vô tội chịu chết sao? Vô tội? Sao lệnh quân lại cho rằng Tư Mã gia họ vô tội? Tư Mã Phòng không hề tham dự vào chuyện muốn hại Tào Tư Không hay sao? Nếu Tư Không chết đi thì sao? Cũng tại bọn họ không biết lượng sức, chết cũng đáng thôi. Không lẽ công tử cho rằng người có tên trên minh thư đều đang chết hết hay sao? Đúng vậy. Chút nữa tôi quên mất,
Lệnh quân là thượng thư lệnh của Hán Thất, đương nhiên sẽ ra sức bảo vệ trung thần của Hán Thất. Nhưng mà ngài đừng quên, cha tôi Dương Bưu cũng là trung thần của Hán Thất. Bây giờ ai sẽ cứu mạng ông ấy? Công tử, cậu phải biết lão thần của Hán Thất ai cũng tận tâm tận tụy, ai ta cũng bảo vệ. Bởi vì ta kính trọng lệnh tôn Dương Thái Quý, cũng như ta kính trọng Tư Mã Công. Công tử, tại sao cậu không biết nghĩ cho lệnh tôn chứ? Chính vì tôi nghĩ cho ông ấy nên đã cố gắng hết sức mình che giấu sai lầm của ông ấy. Nhưng cha tôi cũng giống như ngài, hoàng cố cứng đầu, thề chết trung thành với một hoàng đế cầm đao cũng không nổi nữa kìa. Hôn quân vô đạo, chim khôn phải chọn cành mà đậu. Ngài nghĩ xem tại sao Tư Không lại tha cho cha của tôi? Vì tôi sao? Bởi vì tôi chọn đầu quân cho Tư Không à. Là vì hùng tâm tráng chí của tôi rất phù hợp với chí hướng của ông ấy. Cho nên người nên lo lắng sợ hãi không phải tôi, mà là ngài. Đúng vậy, cậu rất có tài hoa, thơ văn đầy mình. Nhưng mà cậu nên hiểu là giao thì dễ, đi thì khó. Giết người dễ, cứu người khó. Cậu tưởng dựa vào thông minh tài trí của cậu có thể khống chế được thế cuộc trong lòng bàn tay sao? Thật ra không phải. Cậu, có lẽ còn có ta, đều không phải là người chủ chốt. Chúng ta chỉ là con cờ trong tay của người khác thôi. Lệnh quân nói rất đúng, chúng ta đều là con cờ. Nhưng cho dù chúng ta chỉ là một con cờ nhỏ cũng có thể làm nên việc lớn. Hán Thất 400 năm sụp đổ một lúc, khói lửa khắp nơi, cần có người cầm cờ. Người cầm cờ cũng không phân cao thấp. Theo Dương Tu thấy, Tư Không chính là người cầm cờ có thể sang bằng cách thiên hạ này. Nếu ông ấy có thể trả lại thái bình cho bá tánh, tôi nguyện trung thành suốt đời, đem thân mình ra để phò tá. Tư Không, hạ quan khâu kiến Tư Không. Tư Mã Công, xin lỗi ông. Án tình lần này quá lớn, liên lụy đến Tư Mã Công, khiến ông chịu khổ rồi. May là lệnh lang đã rửa sạch được hàm oan cho ông. Bị thương có nặng không? Còn đi được không? Nào, được, đi được. Được, đi được mà. Thật ra trong triều ai cũng biết ta và Tư Mã Công là người quen cũ. Năm đó Tư Mã Công là người đã tiến cử ta làm Lạc Dương Bắc Bộ Úy. Nghĩ chắc hôm nay Tư Mã Công cũng sẽ không làm cho ta khó xử, có phải không? Hạ quan không dám, không dám, không dám. Tư Không, tôi đi được mà. Tôi... Con trai của ông thật sự rất hiếu thảo. Thả Tư Mã Công tử và người nhà Tư Mã ra khỏi đây đi. Dạ. Đa tạ bệ hạ, đa tạ Tư Không, đa tạ.
Ý chàng là Tư Không thả mọi người ra không phải là vì ông ta thật sự tin tưởng chàng. Tư Không thả ta và cha ta là bởi vì cha ta và Dương Thái Quý chẳng qua chỉ là một con cờ trong bàn cờ của ông ấy. Nếu đúng như lời chàng nói, vậy chuyện này còn chưa xong đâu. Đương nhiên chưa xong. Tư Không chỉ muốn... kề dao trên cổ tất cả những người có ích cho ông ta. Ê, chàng ngồi dậy để làm gì? Hả? Đây chỉ là vết thương ngoài da thôi, không tổn thương tới gân cốt. Cứ ở suốt trong phòng còn không bằng ra ngoài hít thở không khí. Không được, vết thương của chàng cần phải tình dưỡng. Phu nhân, phu nhân à, trải qua kiếp nạn mà phu thê chúng ta vẫn có thể bên nhau, ta cảm thấy rất vui. Phu nhân chịu khổ rồi. Phu nhân à, lần này ta có thể cứu được cha cũng là may có cấp bố đại ca của nàng. Lúc trước quan hệ của nàng với cấp bố đại ca đó là thiếp và cấp bố đại ca đó không có quan hệ gì cả. Là cấp bố đại ca đã cứu thiếp từ trong tay bọn sơn tặc, sau đó đưa thiếp tới nhà cô mẫu. Thiếp và quân ấy chưa từng gặp lại. Ờ, phải. Tại lúc ta hỏi quân ấy cũng ấp a ấp úng. Có lẽ bởi vì ở trên đường đi, thiếp và quân ấy đi chung với nhau. Ở trong mắt người bình thường chắc sẽ có nghi kỵ. Quân ấy làm vậy là vì muốn bảo vệ danh dự cho thiếp. Nhưng mà đi lại trong giang hồ, chỉ cần quang minh lỗi lạc thì không có gì đáng nghi kỵ. Đương nhiên là ta biết phu nhân quang minh lỗi lạc. Ta... nhưng cô nam quả nữ đi chung với nhau, khó tránh lửa gần rơm dễ cháy. Đương nhiên là phải đốt lửa cho cháy. Để phơi y phục rồi, y phục bị ướt mà. Phơi y phục? Tỷ tỷ, tỷ phu. Sư Nhi. Sư Nhi. Cha ơi. Cha. Sư Nhi. Chiêu Nhi, mau, mẹ ẵm con. Mau mau mau, bái kiến mẹ đi. Muội biết hai người rất nhớ tụi nhỏ, cho nên muội mới mau chóng đón tụi nó về đây. Tốt. Nè, chúng ta ra ngoài sân ngồi chơi, ta chán sắp chết rồi. Đi. Đi, đi chơi thôi. Bên chơi ngoài lạnh thôi. Có cần khoác thêm không? Cần, không cần. À, y phục sao hả? Trời ơi. Chi? Cười hả? Con khôn lớn rồi, tương lai đừng có giống như cha con nha. Ê, Lĩnh Quân, ta đã nói là ông không cần hành lễ lớn như vậy kia mà. Thần tự biết có tội. Lĩnh Quân tra rõ án tình giùm ta, có tội gì chứ? Thần luôn nghi ngờ Dương Tu hãm hại Tư Mã Phòng, nhưng vì trong tay không có chứng cứ nên không dám suy đoán bậy, nên mới giấu giếm Tư Không văn bẫy Dương Tu. Thần có tội vì đã giấu ngài. Lĩnh Quân, Lĩnh Quân à, hai chúng ta đừng có nói những lời khách sáo như vậy có được hay không hả? Ta đã cho Lĩnh Quân quyền lực tuyệt đối rồi, cũng đã cho Lĩnh Quân một sự tin tưởng tuyệt đối. Cho dù là phu thê với nhau cũng khó tránh có những bí mật nhỏ và tâm tư riêng, nhưng mà gặp chuyện lớn có thể đồng cam cộng khổ, giúp đỡ lẫn nhau. Không chỉ có phu thê mới như vậy, giữa hai chúng ta cũng được như vậy. Tư Không tin thần như vậy, thần cảm thấy hổ thẹn. Lệnh Quân, chuyện này ông xử lý thật sự rất hay. Ta không truy cứu nữa, ta đã miễn tội cho cả nhà của Tư Mã Phòng. Có mấy đầu người của Đổng Thừa và Dương Tử Phục đã đủ ra oai. Ra oai xong rồi thì nên nhớ ơn. Chiêu thư chiêu cáo thiên hạ phải viết như thế nào? Làm phiền Lĩnh Quân bận tâm nhiều hơn. Tư Không, Tư Không, Tư Không rộng lượng khảng khái, bá quan vạn dân chỉ có thần phục kính ngưỡng. Người có tội thì hổ thẹn dây lòng, người không có tội thì cảm kích trung thành. Tấm lòng của Tư Không không ai có thể sánh bằng. Anh hùng cái thế,
Linh Quân, chị của ông hiểu ta, ta thấy mừng lắm. Linh Quân, ông mau đi thảo chiếu thư đi. Ê, tên Tư Mã Ý đó, Linh Quân thấy hắn sao hả? Tâm tư sâu sắc, thần nhìn không thấu hắn. Hay cho câu tâm tư sâu sắc, cũng có mấy phần giống tính của Lệnh Quân. Tư Không nói vậy, thần đã hiểu rồi. Thần xin cáo lui. Tư Không thật là khiến lệnh thần mở rộng tầm mắt, phục tới sát đất. Thường ngày thần nghĩ mình rất giỏi, chưa từng phục ai. Hôm nay phục Tư Không rồi. Đừng ở đó nịnh bợ ta nữa. Thần nói thật lòng, Viên Thiệu khởi binh, Lưu Bị tạo phản, trận chiến trước mắt, giết người dễ, khiến người phục mới khó. Ta sắp xuất chinh rồi, trọng trách bảo vệ hứa đô, ngoài lệnh quân ra không ai đảm nhiệm nổi. Ta tha cho Dương Bưu và đám phế vật như Tư Mã Phòng, tuy là không thể tìm được Minh Thư, nhưng có thể khiến lĩnh quân thần phục. Đáng. Lần này người mà Tư Không thu phục đâu chỉ một mình tuân lệnh quân. Người có tên ở trên Minh Thư thật ra đoán cũng biết được. Chẳng qua chỉ là mấy lão già cố chấp cứng đầu. Giờ đối với Tư Không, tương lai chỉ cần có nhân tài của đời tiếp theo. Ngài có ơn đối với bọn họ nên có thể yên tâm mà xuất chinh. Hứa Đô không còn gì đáng lo nữa. Lần này Bá Quan đã vào lao ngục một lần, cũng đã sợ rồi, chắc sẽ biết an phận mà sống. Coi như tha cho họ lần này. Dương Tu, Tư Mã Ý, ông thấy có ích gì hả? Dương Tu là một vũ khí cũng rất là sắc bén. Còn Tư Mã Ý, Sư Nhi, Sư Nhi ơi, uống trà đi. Con làm gì vậy? Nè, cứ dì chơi với con đi. Nè, dì chơi với con nha. Phu nhân à, lần sau mấy chuyện này kêu hộ cát làm là được rồi. Bỏ con cái này đi, tiếp không mệt. Anh này, à, quýt chiếu, mùi xem thử coi thuốc của tỷ phu mùi xong chưa. Mùi nghĩ sắp xong rồi, yên tâm đi. Nè, Sư Nhi cẩn thận nha, đừng làm mình bị thương. Con chọn xong chưa? Dạ, cái này chọn hả? Xong rồi. Ai được? Tư Mã Ý. Vị công tử à, công tử nhà tôi bị thương rất nặng, thật sự không tiện gặp khách đâu. Công tử chơi đi. Dạ. Thảo dân bái kiến Trung Lương tướng. Bái kiến Trung Lương tướng. Bỏ mặc thêm áo vào đi, dù thân thể khỏe mạnh cũng phải giữ gìn sức khỏe. Hầu Cát. Dạ. Dẫn Trung Lương tướng tới đại sảnh đi. Dạ. Tướng quân, xin mời. Không sao. Thảo dân bái kiến Trung Lương tướng. Tư Mã Ý, ngươi giỏi lắm. Thảo dân khấu tạ Trung Lương tướng. Không cần phải đa tạ, ta đến để thẩm vấn, đừng tưởng ta không biết chuyện mà Mạn Sủng biết. Thảo dân xin Trung Lương tướng trừng phạt.
Dân nữ bái kiến trung lương tướng. Quách cô nương, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Dân nữ có chuẩn bị cho người một số rượu gạo để trung lương tướng làm ấm cơ thể. Đây là gì vậy? À, là thuốc đó. Tỷ phu, tỷ tỷ muội nói tới giờ uống thuốc rồi. Quỳnh mau uống đi mà. Vết thương chưa lành, không thể dừng thuốc. Đứng lên đi. Đa tạ trùng lương tướng. Ta phạt ngươi, ngươi cũng phải có mạng để chịu phạt. Đa tạ trùng lương tướng. Nè nè, ngồi, ngồi đi. Ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Trung lương tướng, dân nữ xin cáo lui trước.